Ngay sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 22 tháng 10, Việt Nam ghi nhận 11.496.829 ca mắc COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.600.857 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 39 ca. Trong ngày, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 261.168.872 liều. Theo Atlas Thế giới năm 2022, tỷ lệ béo phì trên thế giới sẽ tăng gấp đôi từ năm 2010 đến năm 2030. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của bệnh béo phì, đòi hỏi sự cấp thiết quan tâm tới phòng ngừa và điều trị béo phì. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới và các hiệp hội y tế trên thế giới công nhận béo phì là một căn bệnh mãn tính. Sự đồng thuận này không chỉ khuyến khích người dân thay đổi lối sống nhằm giảm thừa cân béo phì mà còn đưa ra các chiến lược điều trị để giải quyết các nguyên nhân gây ra béo phì, giảm cân bền vững. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNICEF, nước ta cần phải có các giải pháp quyết định vấn đề suy dinh dưỡng cấp tính nặng ở trẻ em. Theo UNICEF, thách thức mà Việt Nam cần phải đối mặt chính là làm thế nào để có thể tìm ra và thực hiện các giải pháp thiết thực, cấp bách để giảm nhanh 230.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng khi các em có nguy cơ tử vong vì các bệnh thông thường cao gấp ít nhất 12 lần, chưa kể chi phí cho hệ thống y tế khi những trẻ em bị bệnh phải nhập viện. Thông tin từ chương trình tiêm chủng quốc gia, khoảng 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ được nhập về Việt Nam trong những ngày tới. Theo đó, sẽ có 300.000 liều vaccine Moderna và 1,2 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ em được nhập về. Sau đó sẽ có quyết định để phân bổ cho từng địa phương, đảm bảo không bị gián đoạn vaccine phòng COVID-19. Đến nay, Việt Nam tiêm được trên 16,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó mũi 1 đạt trên 89%, mũi 2 đạt trên 62%. Với nhóm từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 3 cho trên 5,2 triệu trẻ, đạt trên 61%. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam với 160 tuổi. Tên gọi ban đầu là Bệnh viện Trợ Quán. Để có được xác nhận này, bệnh viện phải cung cấp những chứng cứ, tài liệu lịch sử, hình ảnh để chứng minh bệnh viện mở cửa đón bệnh nhân từ thế kỷ 19. Hội đồng tổ chức đã dành nhiều thời gian thẩm tra trước khi chính thức nhận được kỷ lục này. Tại thành phố Hà Nội vừa diễn ra thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ năm 2022-2027. Tại hội nghị, một trong những nội dung trọng tâm được đề cập là làm thế nào để phát huy vai trò của các điều dưỡng viên trong hệ thống y tế. Với những nỗ lực đóng góp cho sự phát triển nghề điều dưỡng, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã được Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Tổng hội Y học Việt Nam, các cấp ngành y tế đánh giá là một tổ chức hội nghề nghiệp có tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả. Hiện nay, Hội Điều dưỡng Việt Nam có mạng lưới hoạt động trên phạm vi toàn quốc với 61 trên 63 hội thành viên cấp tỉnh, thành phố, 5 chi hội chuyên khoa, 7 chi hội trực thuộc và hơn 102.000 hội viên cá nhân. Thực hiện tốt vai trò là cánh tay nối dài giữa hội viên với cơ quan quản lý ngành y tế các cấp. Liên quan đến ca mắc cúm AH5N1 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là bé gái 5 tuổi có ăn thịt ngan gà ốm. Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tổ chức điều tra và xử lý triệt để ổ dịch, tăng cường giám sát phát hiện ổ dịch mới ở người. Các bệnh viện sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y và chính quyền địa phương trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm, kịp thời chia sẻ thông tin và xử lý triệt để ổ dịch. Đồng thời tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao. Tỉnh Phú Thọ sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Thưa quý vị, nhằm tuyên truyền khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, nhiều giải pháp đã được thực hiện tại các địa phương. Song do nhận thức của nhiều đồng bào dân tộc về lợi ích của bảo hiểm y tế, nên vai trò của các phòng dân tộc, cấp huyện hay ban dân tộc tỉnh là rất quan trọng, ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Là một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Định Quán, gia đình ông Tổ Hữu Tác, người dân tộc Hoa, vô cùng vui mừng khi được các cán bộ phòng dân tộc huyện đến tận nhà để lập danh sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế.
vốn gia cảnh còn nhiều thiếu thốn, do đó bình thường ông không thể mua được bảo hiểm y tế cho tất cả 5 thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, đợt hỗ trợ bảo hiểm y tế này đã giúp cả gia đình yên tâm vì có thêm điều kiện để chăm lo cho sức khỏe. Nhà cũng được nhà nước cấp bảo hiểm coi như là đỡ một phần cho mình cái đấy cũng đầy tiền bạc. Đó, với lại là cũng được đi khám bệnh với lại là phát thuốc cho bảo hiểm. Huyện Định Quán là một trong những địa phương có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất tại Đồng Nai, với trên 40.000 người, chiếm 20% tổng dân số huyện. Thực hiện nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025, Phòng Dân tộc huyện đã lập danh sách cho gần 15 đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực 1 được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Như vậy là cái đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng cái chính sách của tỉnh Đồng Nai lúc này là rất là lớn. Và con số thì chúng tôi cũng dự kiến bước đầu rồi thì trong 20.000 này thì cứ nó khoảng độ 300-400.000 người. Và ngoài ra thì những người là họ đồng bào dân tộc thiểu số ở trong ngoài cái khu vực này nhưng mà là nghèo, ngoài khu vực 24 xã đấy nhưng mà thuộc diện nghèo, thuộc diện cận nghèo, rồi học sinh sinh viên thì đều được hỗ trợ theo các cái chương trình của tỉnh ủy, của ủy ban, của hội đồng nhân dân đã có ban hành. Nghị quyết số 10 về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 36 dân tộc cùng sinh sống theo tinh thần của nghị quyết. Tất cả đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực 1 thuộc 24 xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, vùng mới phát triển lên nông thôn mới, không phân biệt hoàn cảnh sống, đều được hỗ trợ bảo hiểm y tế trong 3 năm, từ 2022 đến 2025. Hỗ trợ đây thì hỗ trợ có thời hạn, thì qua đó là tiếp tục để tuyên truyền cho đồng bào, bà con mình thấy được cái việc mua bảo hiểm y tế như thế là nó có lợi. Đấy rồi là hết cái gói hỗ trợ này thì bà con tiếp tục mua, chứ không phải là chỉ chờ cái sự hỗ trợ của tỉnh. Thì đấy là một cái mà ý nghĩa chúng tôi cho là rất nhân văn của lãnh đạo tỉnh. Ban dân tộc tỉnh Đồng Nai đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tập huấn công tác dân tộc cho hơn 260 vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để họ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc ý thức tự nguyện trong việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai tiêm vaccine bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Với mục tiêu tăng cường bảo vệ đối với bại liệt type 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn thành phố, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt trên toàn quốc. Về thời gian tổ chức tiêm chủng từ tháng 11 năm 2022 hoặc triển khai ngay khi tiếp nhận vaccine. Tổ chức tiêm chủng tại 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Triển khai ngay khi tiếp nhận vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong đó nêu rõ, thành phố có nguy cơ thiếu nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong thời gian tới. Hiện tại, thành phố vẫn chưa nhận được phân bổ thêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ Bộ Y tế. Do đó, khả năng cung ứng vaccine cho công tác tiêm chủng trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn. Ngày 20 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia cho biết, một số loại thuốc siro có sẵn ở Indonesia có chứa các thành phần liên quan đến tổn thương thận cấp tính gây tử vong ở trẻ em. Kết luận này được đưa ra sau khi giới chức Indonesia triển khai điều tra về mức tăng đột biến số ca bệnh liên quan đến tổn thương thận cấp tính với 99 trường hợp tử vong ở trẻ em trong năm nay. Indonesia đã tạm thời cấm bán tất cả các loại thuốc dạng siro. Thưa quý vị, theo thống kê, có hơn 50% số vụ cháy nổ trên toàn quốc xuất phát từ sự cố nguồn điện, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quy định, quy trình kiểm tra và sửa chữa, bảo trì hệ thống điện đối với bên sử dụng điện. Trong đó có hệ thống điện tại hộ gia đình. Tuy nhiên, vấn đề này lại đang bị bỏ ngỏ, ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Một hoạt động phối hợp giữa Công ty Điện lực Đồng Tháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 120 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhân viên điện lực hỗ trợ kiểm tra an toàn điện tại nhà. Đầu tiên là hệ thống điện. Chủ nhà này cho biết, từ lúc nhà mới xây, hệ thống điện được lắp xong cho đến nay thì chưa lần nào được kiểm tra lại. Nó cũng chập điện, nó cháy rồi nó làm tùm lum hết, sợ nó cháy rồi mình không biết làm sao mà mình xử trí sao cho nó tròn cái điện cho nó đừng có cháy lây hàng xóm vậy đó. Rồi mấy chú mới nói tôi là bây giờ cô phải thay đường dây mới,
rồi thay công tắc mới, rồi thay CB mới, đặng mà có cái gì đặng nó hỗ trợ cho mình. Kết quả kiểm tra cho thấy, qua thời gian, đường dây đã không phù hợp với công suất sử dụng, mối nối sơ sài, dễ gây nguy hiểm cháy nổ. Đội nhân viên điện lực đã phải thay mới gần hết toàn bộ đường dây thì mới đảm bảo an toàn. Chưa hết, như tại gia đình này, ngoài đường dây tải điện, các thiết bị đi kèm như bảng nhựa, ổ ghim, bóng đèn đã sử dụng quá lâu nên bị xuống cấp, có dấu hiệu hư hỏng, nhưng chưa được sửa chữa thay thế, dẫn đến rò rỉ điện, dễ gây ra cháy nổ. Đi đường dây, thiết bị trong nhà sơ xài tạm bợ, rồi sử dụng thường hay bị mắc điện, cháy dây, đứt cầu trì, các nguy hiểm khi sử dụng điện và tiền điện hàng tháng tiêu hao quá nhiều. Thực tế hiện nay tại hộ gia đình, hệ thống điện chỉ được lắp đặt mới một lần cùng lúc với sửa chữa hay xây mới ngôi nhà. Rồi từ đó về sau, hầu hết đều không được kiểm tra lại. Thậm chí có không ít trường hợp, dù khi sử dụng gặp sự cố nho nhỏ, người dân cũng dễ bỏ qua. Hàng ngày sử dụng điện, bà con ghim cái ổ cắm, ghim một cái thiết bị sử dụng điện vào cái ổ cắm, tự nhiên nó nẹt lửa. Hoặc là thấy bề ngoài nó biến dạng, nó có những cái vết ố vàng hay là những vết nám khói đen. Thì bà cái nhận mắt thường là cái chỗ đó là nó đã có vấn đề. 120 hội viên phụ nữ đã được nhân viên điện lực hỗ trợ kiểm tra an toàn điện tại nhà. Con số này quá nhỏ so với hàng trăm ngàn hộ gia đình đang sử dụng điện ở Đồng Tháp. Lực lượng nào sẽ giúp hàng trăm ngàn hộ gia đình này kiểm tra an toàn điện định kỳ, để điện không còn là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố cháy nổ như hiện nay? Atlas Thế giới năm 2022, tỷ lệ béo phì trên thế giới sẽ tăng gấp đôi từ năm 2010 đến năm 2030. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của bệnh béo phì, đòi hỏi sự cấp thiết quan tâm tới phòng ngừa và điều trị béo phì. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới và các hiệp hội y tế trên thế giới công nhận béo phì là một căn bệnh mãn tính. Sự đồng thuận này không chỉ khuyến khích người dân thay đổi lối sống nhằm giảm thừa cân béo phì, mà còn đưa ra các chiến lược điều trị để giải quyết các nguyên nhân gây ra béo phì, giảm cân bền vững. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNICEF, nước ta cần phải có các giải pháp quyết định vấn đề suy dinh dưỡng cấp tính nặng ở trẻ em. Theo UNICEF, thách thức mà Việt Nam cần phải đối mặt chính là làm thế nào để có thể tìm ra và thực hiện các giải pháp thiết thực, cấp bách để giảm nhanh 230.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng khi các em có nguy cơ tử vong vì các bệnh thông thường cao gấp ít nhất 12 lần, chưa kể chi phí cho hệ thống y tế khi những trẻ em bị bệnh phải nhập viện. Thông tin từ chương trình tiêm chủng quốc gia, khoảng 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ được nhập về Việt Nam trong những ngày tới. Theo đó, sẽ có 300.000 liều vaccine Moderna và 1,2 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ em được nhập về. Sau đó sẽ có quyết định để phân bổ cho từng địa phương, đảm bảo không bị gián đoạn vaccine phòng COVID-19. Đến nay, Việt Nam tiêm được trên 16,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, trong đó mũi 1 đạt trên 89%, mũi 2 đạt trên 62%. Với nhóm từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 3 cho trên 5,2 triệu trẻ, đạt trên 61%. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam với 160 tuổi. Tên gọi ban đầu là Bệnh viện Trợ Quán. Để có được xác nhận này, bệnh viện phải cung cấp những chứng cứ, tài liệu lịch sử, hình ảnh để chứng minh bệnh viện mở cửa đón bệnh nhân từ thế kỷ 19. Hội đồng tổ chức đã dành nhiều thời gian thẩm tra trước khi chính thức nhận được kỷ lục này. Tại thành phố Hà Nội vừa diễn ra thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ năm 2022-2027. Tại hội nghị, một trong những nội dung trọng tâm được đề cập là làm thế nào để phát huy vai trò của các điều dưỡng viên trong hệ thống y tế. Với những nỗ lực đóng góp cho sự phát triển nghề điều dưỡng, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã được Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Tổng hội Y học Việt Nam, các cấp ngành y tế đánh giá là một tổ chức hội nghề nghiệp có tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả. Hiện nay, Hội Điều dưỡng Việt Nam có mạng lưới hoạt động trên phạm vi toàn quốc với 61 trên 63 hội thành viên cấp tỉnh, thành phố, 5 chi hội chuyên khoa, 7 chi hội trực thuộc và hơn 102.000 hội viên cá nhân. Thực hiện tốt vai trò là cánh tay nối dài giữa hội viên với cơ quan quản lý ngành y tế các cấp. Liên quan đến ca mắc cúm AH5N1 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là bé gái 5 tuổi có ăn thịt ngan gà ốm. Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, tổ chức điều tra và xử lý triệt để ổ dịch, tăng cường giám sát phát hiện ổ dịch mới ở người. Các bệnh viện sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y và chính quyền địa phương trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm, kịp thời chia sẻ thông tin và xử lý triệt để ổ dịch. Đồng thời tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao. Tỉnh Phú Thọ sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Thưa quý vị, nhằm tuyên truyền khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, nhiều giải pháp đã được thực hiện tại các địa phương. Song do nhận thức của nhiều đồng bào dân tộc về lợi ích của bảo hiểm y tế, nên vai trò của các phòng dân tộc, cấp huyện hay ban dân tộc tỉnh là rất quan trọng, ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Là một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Định Quán, gia đình ông Tổ Hữu Tác, người dân tộc Hoa, vô cùng vui mừng khi được các cán bộ phòng dân tộc huyện đến tận nhà để lập danh sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế. Vốn gia cảnh còn nhiều thiếu thốn, do đó bình thường ông không thể mua được bảo hiểm y tế cho tất cả 5 thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, đợt hỗ trợ bảo hiểm y tế này đã giúp cả gia đình yên tâm vì có thêm điều kiện để chăm lo cho sức khỏe. Nhà cũng được nhà nước cấp bảo hiểm coi như là đỡ một phần cho mình cái đấy cũng đầy tiền bạc đó, với lại là cũng được đi khám bệnh, với lại là phát thuốc cho bảo hiểm. Huyện Định Quán là một trong những địa phương có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất tại Đồng Nai, với trên 40.000 người, chiếm 20% tổng dân số huyện. Thực hiện nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025, phòng dân tộc huyện đã lập danh sách cho gần 15 đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực 1 được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Như vậy là cái đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng cái chính sách của tỉnh Đồng Nai lúc này là rất là lớn. À, con số thì chúng tôi cũng dự kiến bước đầu rồi, thì trong 20.000 này thì cứ nó khoảng độ 300-400 nghìn người. Đó, ngoài ra thì những người là họ đồng bào dân tộc thiểu số ở trong ngoài cái khu vực này nhưng mà là nghèo, ngoài khu vực 24 xã đấy nhưng mà thuộc diện nghèo, thuộc diện cận nghèo, rồi học sinh sinh viên thì đều được hỗ trợ theo các cái chương trình của tỉnh ủy, của ủy ban, của hội đồng dân đã có ban hành. Nghị quyết số 10 về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 36 dân tộc cùng sinh sống theo tinh thần của nghị quyết. Tất cả đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực 1 thuộc 24 xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, vùng mới phát triển lên nông thôn mới, không phân biệt hoàn cảnh sống, đều được hỗ trợ bảo hiểm y tế trong 3 năm, từ 2022 đến 2025. Hỗ trợ đây thì hỗ trợ có thời hạn, thì qua đó là tiếp tục để tuyên truyền cho đồng bào, bà con mình thấy được cái việc mua bảo hiểm y tế như thế là nó có lợi. Đấy rồi là hết cái gói hỗ trợ này thì bà con tiếp tục mua, chứ không phải là chỉ chờ cái sự hỗ trợ của tỉnh. Thì đấy là một cái mà ý nghĩa chúng tôi cho là rất nhân văn của lãnh đạo tỉnh. Ban dân tộc tỉnh Đồng Nai đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tập huấn công tác dân tộc cho hơn 260 vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, để họ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc ý thức tự nguyện trong việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai tiêm vaccine bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Với mục tiêu tăng cường bảo vệ đối với bại liệt tiếp 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn thành phố, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt trên toàn quốc. Về thời gian tổ chức tiêm chủng từ tháng 11 năm 2022 hoặc triển khai ngay khi tiếp nhận vaccine. Tổ chức tiêm chủng tại 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Triển khai ngay khi tiếp nhận vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong đó nêu rõ, thành phố có nguy cơ thiếu nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong thời gian tới. Hiện tại, thành phố vẫn chưa nhận được phân bổ thêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ Bộ Y tế. Do đó, khả năng cung ứng vaccine cho công tác tiêm chủng trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn. Ngày 20 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia cho biết,
một số loại thuốc siro có sẵn ở Indonesia có chứa các thành phần liên quan đến tổn thương thận cấp tính gây tử vong ở trẻ em. Kết luận này được đưa ra sau khi giới chức Indonesia triển khai điều tra về mức tăng đột biến số ca bệnh liên quan đến tổn thương thận cấp tính với 99 trường hợp tử vong ở trẻ em trong năm nay. Indonesia đã tạm thời cấm bán tất cả các loại thuốc dạng siro. Thưa quý vị, theo thống kê, có hơn 50% số vụ cháy nổ trên toàn quốc xuất phát từ sự cố nguồn điện, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quy định, quy trình kiểm tra và sửa chữa, bảo trì hệ thống điện đối với bên sử dụng điện. Trong đó có hệ thống điện tại hộ gia đình. Tuy nhiên, vấn đề này lại đang bị bỏ ngỏ, ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Một hoạt động phối hợp giữa Công ty Điện lực Đồng Tháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 120 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhân viên điện lực hỗ trợ kiểm tra an toàn điện tại nhà. Đầu tiên là hệ thống điện. Chủ nhà này cho biết, từ lúc nhà mới xây, hệ thống điện được lắp xong cho đến nay thì chưa lần nào được kiểm tra lại. Nó cũng chập điện, nó cháy, rồi nó làm tùm lum hết, sợ nó cháy, rồi mình không biết làm sao, mà mình xử trí sao cho nó tròn cái điện, cho nó đừng có cháy, lây hàng xóm vậy đó. Rồi mấy chú mới nói tôi là bây giờ cô phải thay đường dây mới, rồi thay con tắc mới, rồi thay CB mới, đặng mà có cái gì đặng nó hỗ trợ cho mình. Kết quả kiểm tra cho thấy, qua thời gian, đường dây đã không phù hợp với công suất sử dụng, mối nối sơ sài, dễ gây nguy hiểm cháy nổ. Đội nhân viên điện lực đã phải thay mới gần hết toàn bộ đường dây thì mới đảm bảo an toàn. Chưa hết, như tại gia đình này, ngoài đường dây tải điện, các thiết bị đi kèm như bảng nhựa, ổ ghim, bóng đèn đã sử dụng quá lâu nên bị xuống cấp, có dấu hiệu hư hỏng, nhưng chưa được sửa chữa thay thế, dẫn đến rò rỉ điện, dễ gây ra cháy nổ. Đi đường dây, thiết bị trong nhà sơ xài tạm bợ, rồi sử dụng thường hay bị mắc điện, cháy dây, đứt cầu chì, các nguy hiểm khi sử dụng điện và tiền điện hàng tháng tiêu hao quá nhiều. Thực tế hiện nay tại hộ gia đình, hệ thống điện chỉ được lắp đặt mới một lần cùng lúc với sửa chữa hay xây mới ngôi nhà. Rồi từ đó về sau, hầu hết đều không được kiểm tra lại. Thậm chí có không ít trường hợp, dù khi sử dụng gặp sự cố nho nhỏ, người dân cũng dễ bỏ qua. Hàng ngày sử dụng điện, bà con ghim cái ổ cắm, ghim một cái thiết bị sử dụng điện vào cái ổ cắm, tự nhiên nó nẹt lửa. Hoặc là thấy bề ngoài nó biến dạng, nó có những cái vết ố vàng hay là những vết nám khói đen. Thì bà cái nhận mắt thường là cái chỗ đó là nó đã có vấn đề. 120 hội viên phụ nữ đã được nhân viên điện lực hỗ trợ kiểm tra an toàn điện tại nhà. Con số này quá nhỏ so với hàng trăm ngàn hộ gia đình đang sử dụng điện ở Đồng Tháp. Lực lượng nào sẽ giúp hàng trăm ngàn hộ gia đình này kiểm tra an toàn điện định kỳ, để điện không còn là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố cháy nổ như hiện nay? Atlas Thế giới năm 2022, tỷ lệ béo phì trên thế giới sẽ tăng gấp đôi từ năm 2010 đến năm 2030. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của bệnh béo phì, đòi hỏi sự cấp thiết quan tâm tới phòng ngừa và điều trị béo phì. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới và các hiệp hội y tế trên thế giới công nhận béo phì là một căn bệnh mãn tính. Sự đồng thuận này không chỉ khuyến khích người dân thay đổi lối sống nhằm giảm thừa cân béo phì mà còn đưa ra các chiến lược điều trị để giải quyết các nguyên nhân gây ra béo phì, giảm cân bền vững. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNICEF, nước ta cần phải có các giải pháp quyết định vấn đề suy dinh dưỡng cấp tính nặng ở trẻ em. Theo UNICEF, thách thức mà Việt Nam cần phải đối mặt chính là làm thế nào để có thể tìm ra và thực hiện các giải pháp thiết thực, cấp bách để giảm nhanh 230.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng khi các em có nguy cơ tử vong vì các bệnh thông thường cao gấp ít nhất 12 lần, chưa kể chi phí cho hệ thống y tế khi những trẻ em bị bệnh phải nhập viện. Thông tin từ chương trình tiêm chủng quốc gia, khoảng 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ được nhập về Việt Nam trong những ngày tới. Theo đó, sẽ có 300.000 liều vaccine Moderna và 1,2 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ em được nhập về. Sau đó sẽ có quyết định để phân bổ cho từng địa phương, đảm bảo không bị gián đoạn vaccine phòng COVID-19. Đến nay, Việt Nam tiêm được trên 16,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, trong đó mũi 1 đạt trên 89%, mũi 2 đạt trên 62%. Với nhóm từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 3 cho trên 5,2 triệu trẻ, đạt trên 61%.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam với 160 tuổi. Tên gọi ban đầu là Bệnh viện Trợ Quán. Để có được xác nhận này, bệnh viện phải cung cấp những chứng cứ, tài liệu lịch sử, hình ảnh để chứng minh bệnh viện mở cửa đón bệnh nhân từ thế kỷ 19. Hội đồng tổ chức đã dành nhiều thời gian thẩm tra trước khi chính thức nhận được kỷ lục này. Tại thành phố Hà Nội vừa diễn ra thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ năm 2022-2027. Tại hội nghị, một trong những nội dung trọng tâm được đề cập là làm thế nào để phát huy vai trò của các điều dưỡng viên trong hệ thống y tế. Với những nỗ lực đóng góp cho sự phát triển nghề điều dưỡng, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã được Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Tổng hội Y học Việt Nam, các cấp ngành y tế đánh giá là một tổ chức hội nghề nghiệp có tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả. Hiện nay, Hội Điều dưỡng Việt Nam có mạng lưới hoạt động trên phạm vi toàn quốc với 61 trên 63 hội thành viên cấp tỉnh, thành phố, 5 chi hội chuyên khoa, 7 chi hội trực thuộc và hơn 102.000 hội viên cá nhân. Thực hiện tốt vai trò là cánh tay nối dài giữa hội viên với cơ quan quản lý ngành y tế các cấp. Liên quan đến ca mắc cúm AH5N1 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là bé gái 5 tuổi có ăn thịt ngan gà ốm. Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tổ chức điều tra và xử lý triệt để ổ dịch, tăng cường giám sát phát hiện ổ dịch mới ở người. Các bệnh viện sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y và chính quyền địa phương trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm, kịp thời chia sẻ thông tin và xử lý triệt để ổ dịch. Đồng thời tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao. Tỉnh Phú Thọ sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Thưa quý vị, nhằm tuyên truyền khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, nhiều giải pháp đã được thực hiện tại các địa phương. Song do nhận thức của nhiều đồng bào dân tộc về lợi ích của bảo hiểm y tế, nên vai trò của các phòng dân tộc, cấp huyện hay ban dân tộc tỉnh là rất quan trọng, ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Là một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Định Quán, gia đình ông Tổ Hữu Tác, người dân tộc Hoa, vô cùng vui mừng khi được các cán bộ phòng dân tộc huyện đến tận nhà để lập danh sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế. Vốn gia cảnh còn nhiều thiếu thốn, do đó bình thường ông không thể mua được bảo hiểm y tế cho tất cả 5 thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, đợt hỗ trợ bảo hiểm y tế này đã giúp cả gia đình yên tâm vì có thêm điều kiện để chăm lo cho sức khỏe. Nhà cũng được nhà nước cấp bảo hiểm coi như là đỡ một phần cho mình cái đấy cũng đầy tiền bạc đó, với lại là cũng được đi khám bệnh với lại là phát thuốc cho bảo hiểm. Huyện Định Quán là một trong những địa phương có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất tại Đồng Nai với trên 40.000 người, chiếm 20% tổng dân số huyện. Thực hiện nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025. Phòng dân tộc huyện đã lập danh sách cho gần 15 đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực 1 được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Như vậy là cái đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng cái chính sách của tỉnh Đồng Nai lúc này là rất là lớn. Và con số thì chúng tôi cũng dự kiến bước đầu rồi thì trong 20.000 này thì cứ nó khoảng độ 3-400.000 người. Rồi ngoài ra thì những người là họ đồng bào dân tộc thiểu số ở trong ngoài cái khu vực này nhưng mà là nghèo. Ngoài khu vực 24 xã đấy, nhưng mà thuộc diện nghèo, thuộc diện cận nghèo, rồi học sinh, sinh viên thì đều được hỗ trợ theo các cái chương trình của tỉnh ủy, của ủy ban, của hội đồng nhân dân đã có ban hành. Nghị quyết số 10 về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 36 dân tộc cùng sinh sống theo tinh thần của nghị quyết. Tất cả đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực 1 thuộc 24 xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, vùng mới phát triển lên nông thôn mới, không phân biệt hoàn cảnh sống, đều được hỗ trợ bảo hiểm y tế trong 3 năm, từ 2022 đến 2025. Hỗ trợ đây thì hỗ trợ có thời hạn, thì qua đó là tiếp tục để tuyên truyền cho đồng bào, bà con mình thấy được cái việc mua bảo hiểm y tế như thế là nó có lợi. Đấy giờ là hết cái gói hỗ trợ này thì bà con tiếp tục mua
chứ không phải là chỉ chờ cái sự hỗ trợ của tỉnh. Thì đấy là một cái mà ý nghĩa chúng tôi cho là rất nhân văn của lãnh đạo tỉnh. Ban dân tộc tỉnh Đồng Nai đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tập huấn công tác dân tộc cho hơn 260 vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, để họ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc ý thức tự nguyện trong việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai tiêm vaccine bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, với mục tiêu tăng cường bảo vệ đối với bại liệt type 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn thành phố, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt trên toàn quốc. Về thời gian tổ chức tiêm chủng từ tháng 11 năm 2022 hoặc triển khai ngay khi tiếp nhận vaccine. Tổ chức tiêm chủng tại 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Triển khai ngay khi tiếp nhận vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong đó nêu rõ, thành phố có nguy cơ thiếu nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong thời gian tới. Hiện tại, thành phố vẫn chưa nhận được phân bổ thêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ Bộ Y tế. Do đó, khả năng cung ứng vaccine cho công tác tiêm chủng trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn. Ngày 20 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia cho biết một số loại thuốc siro có sẵn ở Indonesia có chứa các thành phần liên quan đến tổn thương thận cấp tính gây tử vong ở trẻ em. Kết luận này được đưa ra sau khi giới chức Indonesia triển khai điều tra về mức tăng đột biến số ca bệnh liên quan đến tổn thương thận cấp tính, với 99 trường hợp tử vong ở trẻ em trong năm nay. Indonesia đã tạm thời cấm bán tất cả các loại thuốc dạng siro. Thưa quý vị, theo thống kê, có hơn 50% số vụ cháy nổ trên toàn quốc xuất phát từ sự cố nguồn điện, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quy định, quy trình kiểm tra và sửa chữa, bảo trì hệ thống điện đối với bên sử dụng điện. Trong đó có hệ thống điện tại hộ gia đình. Tuy nhiên, vấn đề này lại đang bị bỏ ngỏ, ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Một hoạt động phối hợp giữa Công ty Điện lực Đồng Tháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 120 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhân viên điện lực hỗ trợ kiểm tra an toàn điện tại nhà. Đầu tiên là hệ thống điện. Chủ nhà này cho biết, từ lúc nhà mới xây, hệ thống điện được lắp xong cho đến nay thì chưa lần nào được kiểm tra lại. Nó cũng chập điện, nó cháy, rồi nó làm tùm lum hết, sợ nó cháy, rồi mình không biết làm sao, mà mình xử trí sao cho nó tròn cái điện, cho nó đừng có cháy, lây hàng xóm vậy đó. Rồi mấy chú mới nói tôi là bây giờ cô phải thay đường dây mới, rồi thay con tắc mới, rồi thay CB mới. Đang mà có cái gì đang nó hỗ trợ cho mình. Kết quả kiểm tra cho thấy, qua thời gian, đường dây đã không phù hợp với công suất sử dụng, mối nối sơ sài, dễ gây nguy hiểm cháy nổ. Đội nhân viên điện lực đã phải thay mới gần hết toàn bộ đường dây thì mới đảm bảo an toàn. Chưa hết, như tại gia đình này, ngoài đường dây tải điện, các thiết bị đi kèm như bảng nhựa, ổ ghim, bóng đèn đã sử dụng quá lâu nên bị xuống cấp, có dấu hiệu hư hỏng, nhưng chưa được sửa chữa thay thế, dẫn đến rò rỉ điện, dễ gây ra cháy nổ. Đi đường dây, thiết bị trong nhà sơ xài tạm bợ, rồi sử dụng thường hay bị mắc điện, cháy dây, đứt cầu chì, các nguy hiểm khi sử dụng điện và tiền điện hàng tháng tiêu hao quá nhiều. Thực tế hiện nay tại hộ gia đình, hệ thống điện chỉ được lắp đặt mới một lần cùng lúc với sửa chữa hay xây mới ngôi nhà. Rồi từ đó về sau, hầu hết đều không được kiểm tra lại. Thậm chí có không ít trường hợp, dù khi sử dụng gặp sự cố nho nhỏ, người dân cũng dễ bỏ qua. Hàng ngày sử dụng điện, bà con ghim cái ổ cắm, ghim một cái thiết bị sử dụng điện vào cái ổ cắm, tự nhiên nó nẹt lửa. Hoặc là thấy bề ngoài nó biến dạng, nó có những cái vết ố vàng hay là những vết nám khói đen. Thì bà cái nhận mắt thường là cái chỗ đó là nó đã có vấn đề. 120 hội viên phụ nữ đã được nhân viên điện lực hỗ trợ kiểm tra an toàn điện tại nhà. Con số này quá nhỏ so với hàng trăm ngàn hộ gia đình đang sử dụng điện ở Đồng Tháp. Lực lượng nào sẽ giúp hàng trăm ngàn hộ gia đình này kiểm tra an toàn điện định kỳ, để điện không còn là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố cháy nổ như hiện nay?